quan tới vụ tại tỉnh Thất Bồng Lai sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thay cho ông Lê Tùng Vân đã đồng loạt gửi đơn kháng cáo. Đáng chú ý, theo thông tin mới nhất, vào ngày 14 tháng 10 sẽ diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ án tỉnh Thất Bồng Lai. Sau khi ông Lê Tùng Vân cùng các đệ tử kêu oan kháng cáo, bản án do tòa sơ thẩm tuyên ngày 20 tháng 7. Theo thông tin, dự kiến ngày 14 tháng 10 sẽ diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ tỉnh Thất Bồng Lai. Liên quan đến vụ án này, có 6 người đã bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015-2017 gồm ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàn Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995, Lê Thanh Nhị Nguyên sinh năm 1998 và bà Cao Thị Cúc sinh năm 1960. Trong vụ án này có 5 luật sư bảo chữa cho ông Lê Tùng Vân và 5 thành viên còn lại gồm các luật sư Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh, thành viên đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Những người tiến hành tố tụng trong phiên tòa phúc thẩm vụ tịnh thất bồng lai, thẩm phán chủ tọa phiên tòa, ông Dương Ngọc Hành, các thẩm phán, ông Nguyễn Thiện Tâm, ông Trần Văn Quán, thư ký phiên tòa, ông Lê Hồng Nhật Châu và bà, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa, ông Bùi Văn Phước và bà Mai Thị Phương Thảo kiểm sát viên. Ngoài ra, phiên tòa cũng đề nghị triệu tập các nhân chứng bị hại có liên quan, gồm công an huyện Đức Hòa, người đại diện ông Nguyễn Sơn, chức trưởng công an, địa chỉ 74 trên 2 Nguyễn Trọng Thế, ô 6 khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An. Người đại diện ông Trương Ngọc Toàn, pháp danh Thích Minh Thiện, trụ trì chùa Thiên Châu, địa chỉ số 101, Huỳnh Văn Nhất, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ông Trần Ngọc Thảo, Pháp danh Tích Nhật Từ, trụ trì chùa giác ngộ, sinh năm 1969, địa chỉ số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 21 tháng 8, năm bị cáo còn lại trong vụ Tịnh thất Bồng Lai cũng đã gửi đơn kháng cáo đến tòa nhân dân tỉnh Long An. Sau đơn kháng cáo đầu tiên của ông Lê Tùng Vân vào ngày 28 tháng 7. Năm bị cáo gửi đơn kháng cáo này gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, Cao Thị Cúc 62 tuổi và Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi. Tại phiên xét xử thơ thẩm tại Tòa Nhân dân huyện Đức Hòa vào ngày 20 tháng 7, ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù. Năm bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 đến 4 năm tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo nội dung đơn kháng cáo trước đó vào ngày 28 tháng 7, bị cáo Lê Tùng Vân cho rằng mình ra nua không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng kể cả lúc khách đến thăm. Bị cáo Lê Tùng Vân không biết sử dụng điện thoại, mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu tụ tập, không lợi dụng dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước hay tổ chức cá nhân nào. Tiếp đó, bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định ông không mạo danh Đức Phật, không phỉ bán đạo Phật, không xúc phạm giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Ngược lại bị cáo Vân cho rằng mình là nạn nhân bị vu khống làm nhục trong thời gian dài. Cũng theo đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm, tuyên ông và các thành viên được xem là đệ tử của bị cáo Lê Tùng Vân không phạm tội và trả tự do đình chỉ vụ án. Như vậy, dự kiến ngày 4 tháng 10, Tòa Nhân dân tỉnh Long An sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án tịnh thất bồng lai. Liệu trong phiên xét xử lần này, bản án dành cho ông Lê Tùng Vân và năm bị cáo khác có được giữ nguyên hay thay đổi như thế nào? Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Mong thưa quý vị, tưởng chừng sau phiên xét xử sơ thẩm vụ lùm xùm tại tỉnh Thất Bồng Lai sẽ khép lại, thế nhưng sau khi nhận án đồng loạt 6 bị cáo lần lượt kêu oan, ông Lê Tùng Vân đề nghị cấp phúc thẩm tuyên ông và các đệ tử không phạm tội đình chỉ vụ án. Vậy lý do gì khiến 6 bị cáo đồng loạt kêu oan? Sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 20 tháng 7 kết thúc, trong 6 bị cáo gồm Lê Tùng Vân 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, Cao Thị Cúc 62 tuổi và Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi. Chỉ duy nhất ông Vân được tại ngoại, năm bị cáo còn lại đang bị tạm giam. Hôm 20 tháng 7, Tòa Nhân dân huyện Đức Hòa đã xét xử vụ án 6 bị cáo trên với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ông Lê Tùng Vân bị cáo buộc vai trò chủ mưu đứng đầu bị tuyên phạt 5 năm tù. 5 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 đến 4 năm tù giam. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Lê Tùng Vân là người kháng cáo sớm nhất. Trong đơn, ông Vân viết, tôi già nua không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng kể cả lúc khách tới thăm. Tôi không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tu tập, không lợi dụng dân chủ gì cả, nên không có xâm phạm lợi ích nhà nước hay tổ chức cá nhân nào. Ông Vân cho rằng mình và các đệ tử tu tập tại gia không mạo danh Đức Phật, không xuyên tạc giáo lý nhà Phật, không xúc phạm giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, không xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Trên cơ sở đó, ông đề nghị các phúc thẩm tuyên ông và các đệ tử không phạm tội và đình chỉ vụ án. Năm bị cáo còn lại đang bị tạm giam cũng hoàn tất đơn kháng cáo, cùng có nội dung kêu oan gửi đến Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, đề nghị phiên phúc thẩm xem xét. Bị cáo Cao Thị Cúc, chủ cơ sở nhà đất nơi có tụ điểm tịnh thất Bồng Lai, nhờ người khác chấp bút đơn kháng cáo, bà Cúc cho rằng tòa nhân dân Đức Hòa xử bà tội danh trên là không đúng, vì việc tổ chức quay phim mà tòa án kết tội là hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi là người nội trợ nấu cơm, cho nên tôi không biết sự việc trên. Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên trong đơn kháng cáo cho rằng hành vi của mình không có tội. Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên thì cho rằng phiên tòa sơ thẩm là không công bằng không chấp nhận bản án. bị cáo lê thanh trùng dương viết trong đơn tôi không đồng ý với bản án của tòa án nhân dân huyện đức hòa tôi thấy hành vi của mình là không có tội. bị cáo lê thanh nhị nguyên viết trong đơn các cơ sở giám định để buộc tội tôi là hoàn toàn sai và không đúng quy định của pháp luật. điều an ước nhất cho tôi là tất cả các video clip mà cho rằng tôi phạm tội là hoàn toàn không phải do tôi làm ra. Tất cả các video clip này là do người khác quay, người khác đăng. Tôi hoàn toàn không liên quan, cũng như không biết về các clip này. Về bị cáo Lê Thu Vân, em gái ruột bị cáo Lê Tùng Vân. Trong diễn biến mới nhất, nhóm luật sư của nhóm này vừa gửi đơn đến Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Long An, đề nghị đình chỉ điều tra bị can, đình chỉ điều tra vụ án đối với bà Lê Thu Vân, 65 tuổi, Hành vi của bà Lê Thu Vân bị xác định là do có lời nói trong sự kiện ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại Công an huyện Đức Hòa khi nhóm tịnh thất Bồng Lai kéo đến đây đòi diễm mi. Bà Vân bị cho là đứng trước trụ sở Công an huyện Đức Hòa và có phát ngôn trước đám đông tụ tập. Công an huyện Đức Hòa bắt cóc người bà con ơi. Công an huyện Đức Hòa bắt cóc con người ta không thả ra nè. Khi vào cuộc điều tra, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can số 12 QĐ andt ngày 10 tháng 5 năm 2022 đối với bà Lê Thu Vân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Như kỳ đó, bà Vân không có mặt ở nơi cư trú là tỉnh thất bồng lai và nơi đăng ký thường trú là quận Thốt nốt, thành phố Cần Thơ nên cơ quan điều tra chưa bắt tạm giam được, chờ bắt sẽ xử lý sau. Đến ngày 1 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra ra quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến bà Lê Thu Vân để xử lý. Cuối tháng 7 vừa qua, bà Vân liên hệ luật sư nhờ đưa đến công an phường 15 quận Phú Nhuận để trình diện. Tổ công an cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Long An có mặt để tiếp nhận. Sau đó, cơ quan điều tra làm thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm bà Vân đi khỏi nơi cư trú, cho người tỉnh thất bồng lai bảo lãnh cho tại ngoại với lý do là tình trạng sức khỏe bà Vân Yếu đang mang bệnh hiểm nghèo vừa phẫu thuật xong. Trong giai đoạn tháng 8 vừa qua, nhóm luật sư của tỉnh Thất Bồng Lai hai lần gửi văn bản đến Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an tỉnh Long An đề nghị đình chỉ điều tra bị can và đình chỉ điều tra vụ án đối với bà Lê Thu Vân vì bị can mắc bệnh hiểm nghèo. Được biết, cơ quan an ninh điều tra đã làm việc, cụ thể là hỏi cung và lập danh chỉ bản đối với bà Lê Thu Vân lần đầu vào ngày 16 tháng 8 vừa qua tại tỉnh Thất Bồng Lai. Nhóm của luật sư tỉnh Thất Bồng Lai đã cung cấp cho điều tra viên hồ sơ bệnh án của bà Vân để cơ quan an ninh điều tra có căn cứ xem xét giải quyết. Như vậy, cả 6 bị cáo tại tỉnh Thất Bồng Lai bị xét xử ngày 20 tháng 7 đều đồng loạt kêu oan vì cho rằng mình không có tội, tòa xét xử không đúng, cơ sở giám định không tuân thủ theo quy định của pháp luật.